Cuối năm 2023 rồi, người người nhà nhà đang chuẩn bị tinh thần để tậu iPhone 14 series hoặc là lên đợt iPhone 15. Nhìn lại chiếc điện thoại của tôi thì thật sự là quá ngán ngẩm, vừa cũ, dung lượng pin lại vừa thấp. Nếu như bạn là một tín đồ của iPhone, bạn tìm kiếm một chiếc iPhone pin châu, không quá mất nhiều thời gian cho việc sạc pin. Vậy thì cùng mình đến với top 3 chiếc iPhone thời lượng sử dụng lâu và đáng mua trong cuối năm 2023 nhé. Let's go. Đầu tiên sẽ là iPhone 13 Pro Max. Mặc dù đây là một chiếc máy đã ra mắt khoảng 2 năm rồi, nhưng mình tin chắc rằng đây sẽ là một chiếc máy đáng mua nhất trong thời điểm hiện tại. Bởi vì hiệu năng vẫn còn mạnh mẽ, thiết kế vẫn hợp thời và đặc biệt là pin sử dụng rất tốt. Từ sau dòng iPhone 11 trở đi thì Apple đã cải thiện dung lượng pin lên đến mức đáng kể, sở hữu viên pin lên đến 4352 mAh, một con số mà các dòng trước đây chưa từng có. Nói sơ qua về hiệu năng thì máy sở hữu một con chip Apple A15 Bionic. Con chip này không những mạnh mẽ về hiệu năng để sử dụng và chiến các tựa game mà còn có xung nhiệt cao, giúp chúng ta đảm bảo tối ưu hóa khả năng tiết kiệm pin khá là nhiều. Đó là lý do mà tại sao iPhone 13 Pro Max của chúng ta pin lại tốt như thế. Mình đã trải nghiệm thực tế khi mà test pin em này. Mình sử dụng rất nhiều tác vụ hàng ngày kèm với các tựa game nặng như là Nguyên Quân Mobile, PUBG Mobile và kết quả cho ra được là hơn 8 tiếng sử dụng liên tục. Đây là một con số sử dụng hoàn toàn quá là tốt. Trước đây khi mình được trải nghiệm M13 Pro Max trên tay thì mình chỉ sạc pin ở đó khoảng một lần trong một ngày, khác với các chiếc iPhone cũ và từ 2 cho tới 3 lần. Việc sạc pin ít cũng đồng nghĩa với việc máy của bạn sẽ hạn chế được tình trạng chai pin và giúp cho máy mọi người được sử dụng lâu, bền hơn rất nhiều. Ở vị trí số 2 sẽ là iPhone 14 Pro Max. Đây sẽ là một chiếc máy mạnh nhất và mới nhất, nhưng sẽ phù hợp với những bạn nào có kinh tế và hầu bao dư giả hơn. iPhone 14 Pro Max được trang bị viên pin 4323 mAh. Ngoài ra thì còn sở hữu một con chip Apple A16 Bionic. Đây là một con chip phải nói là quá mạnh mẽ, hầu như không có đối thủ. Có thể hoàn toàn cân được mọi tác vụ từ chơi game, công việc. Và đặc biệt, con chip này giúp chúng ta tiết kiệm pin khá tốt. Mình đã có trải nghiệm thực tế trên em này. Mình sử dụng rất nhiều tác vụ và chơi các tựa game nặng và kết quả cho ra hơn 9 tiếng hoạt động liên tục. Đối với những tác vụ thông thường không tiêu tốn quá nhiều dung lượng thì mình tin chắc rằng máy có thể đảm bảo được cả ngày, hầu như đến cuối ngày mới phải sạc. Và nếu như bạn nào sử dụng điện thoại ít á, thì có thể sử dụng được tới trưa ngày hôm sau luôn. Sau những gì mà mình trải nghiệm thực tế thì mình thấy rằng bộ xử lý nhiệt của iPhone 14 Pro Max rất là tốt. Mình đã trải nghiệm các tựa game nặng trong thời gian dài nhưng không có cảm giác quá nóng. Và nếu lỡ không may có hết pin giữa trận thì chúng ta chỉ tốn khoảng đâu đó hơn 1 tiếng để sạc đầy viên pin của em đó. Và cuối cùng là iPhone 14 Plus, một chiếc máy hiện tại giá thành là rất tốt, màn hình to và đặc biệt pin cũng trâu không kém. Theo công bố của Apple thì iPhone 14 Plus là phiên bản có thời lượng pin dài nhất hiện nay trong các dòng iPhone với viên pin 4325 mAh. Mặc dù là dùng chung chip với iPhone 13 Pro Max nhưng máy lại không phải gánh thêm các tính năng như All-Square On Display và màn hình chỉ quét với tần số 60Hz. Sau khi trải nghiệm thực tế thì mình chỉ biết nói một câu về dung lượng pin thôi: quá trâu. Mình sử dụng hàng tá tác vụ cùng lúc, mình lướt Facebook, mình xem TikTok, mình chơi game, mình chụp ảnh, mình làm rất nhiều công việc luôn và kết quả gần 9 tiếng sử dụng liên tục. Đặc biệt lúc này còn chưa hết pin như mọi người mà chỉ dưới 10% thôi. Trung bình một tiếng chơi game ở mức đồ họa cao nhất thì sẽ tốn tầm 12% pin. Nếu chỉ chơi ở mức cấu hình thấp hơn thì sẽ còn tiết kiệm pin rất nhiều. Với các tác vụ bình thường thì nếu sử dụng liên tục full độ sáng thì một tiếng chưa hao đến 10% luôn, chỉ tầm 8% thôi. Và đó là những ưu điểm về phần pin. Ngoài ra thì iPhone 14 Plus còn sở hữu một vẻ ngoài thiết kế sang trọng, hiệu năng mạnh mẽ, màn hình to, camera chụp hình thì không có gì để chê. Và mình nghĩ đây sẽ là một chiếc máy mọi người nên thêm vào giỏ hàng của mình nếu như đang muốn đổi điện thoại. Và hiện tại mọi người có thể sở hữu em nó với một mức giá cực kỳ tốt, cực kỳ rẻ. Và như vậy, mình đã giới thiệu tới mọi người top 3 chiếc iPhone pin châu giá tốt đáng mua nhất trong năm 2023. Ở thời điểm hiện tại, thế giới di động đang kinh doanh cả máy mới và máy cũ. Và đặc biệt, máy cũ ở thế di động không hề có tình trạng chai pin. Nên mọi người hãy cứ yên tâm mua về sử dụng để tiết kiệm chi phí nhé. Ngoài ra, Apple A58 đang được sale với mức giá cực kỳ ưu đãi, chỉ còn 4.690.000 đồng. Khi mua các bạn còn được hỗ trợ trả góp với lãi suất 0%. Nhanh tay truy cập đường link bên dưới để tham khảo chi tiết các bạn nhé. Và cuối cùng, nếu cảm thấy video này hay, đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh cho Thế Di Động nha. Xin chào và hẹn gặp lại.